Đây là vi sinh Biosaran công nghệ Indo nha anh em. Đang phun cho ở dưới sàn nhà yến. Ok anh em ha. Cho không khí trong nhà yến nó trong lành. Để tạo môi trường trong sạch cho yến nó về nó ở. Chúng ta bỏ vào và chúng ta lắc đều hết. Ok anh em ha. Nhanh lên. Các kia nhanh. Cả mưa tới này nè. Mưa lớn luôn. Đổ đây, đây rồi. Ra chưa? Rồi, em để mấy cái lo cho anh nha. Mấy cái phải không? Xịt vi sinh anh em. Đang xịt vi sinh trên sàn nhà yến anh em ha. Bây giờ sao ra? Ok anh em ha. Em phải đây cho xịt trên nhà yến. Xử lý. Một đường ngay lên trên đi rồi dư trở lại nha. Thịt đi dưới sàn luôn nha. Dưới sàn luôn. Dưới sàn trung cư luôn.